khiêu vũ mang lại những cái lợi ích gì cho chúng ta? Dạ, khiêu vũ mang lại sức khỏe và tinh thần thoải mái sau những ngày áp lực của cuộc sống. À, độ tuổi nào thì chúng ta thích hợp nhất cho nghệ thuật khiêu vũ? Dạ, nghệ thuật khiêu vũ thì không có lứa tuổi, chỉ cần bạn có đam mê, kiên trì, cố gắng là sẽ được. Và nhân vật của chúng ta đó là chị Kim Vân đã đến với khiêu vũ ở tuổi 33. Và câu chuyện của chị là gì? Khiêu vũ đã mang lại những lợi ích gì? Chúng ta cùng đến với khoảnh khắc cuộc đời và trò chuyện với chị Kim Vân. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Trước khi chúng ta mà trò chuyện tiếp tục với chị Kim Vân thì chúng ta xem một số đoạn nhảy của chị Kim Vân xem hấp dẫn thế nào nhé. Xin mời quý vị. Cùng gặp gỡ chị Kim Vân ạ. Xin chào chị ạ. Dạ chào anh Vinh ạ. Khi mà giới thiệu chị, Vinh cứ nghĩ là hôm nay chị sẽ mặc một bộ đồ của vũ công, nhưng mà rất là bất ngờ khi chị mặc một tà áo dài rất là đẹp ạ. Tại vì là khi lên đây quay chương trình, mình bật một cái tà áo dài của cái người phụ nữ Việt Nam là cũng thể hiện mình tôn trọng khán giả của chương trình. Còn bình thường khi mà vào bộ môn khiêu vũ của mình thì mình có những cái trang phục phù hợp cho từng tiết mục, đúng không? Dạ đúng. Thực ra Vinh thấy nhiều trang phục về khiêu vũ được đầu tư rất là chỉnh chu. Dạ. Nhất là lúc mà mình đi thi đấu. Dạ. Thì mấy phục trang như vậy á, mình có phải mất nhiều kinh phí để cho riêng nó không? Dạ có, tùy theo cái trang phục, cũng có tùy theo những cái mức giá khác nhau. Dạ. Nhưng mà thường nó sẽ theo từng cái điệu nhảy của chúng ta đúng không chị? Dạ, mỗi điệu nhảy là mỗi cái thể loại trang phục khác nhau nữa. Nhưng mà phần lớn là nó thoải mái và nó tôn vinh lên cái điệu nhảy đúng không chị? Dạ đúng. Dạ. Dạ. Và hôm nay chúng ta sẽ đi sâu, chị mang đến khoảnh khắc cuộc đời khoảnh khắc nào ạ? Là những cái ngày tháng mà Vân đi tập. Cái lứa tuổi 33 thì nói lớn không phải lớn mà nhỏ thì nó cũng không phải nhỏ. Cái cơ thể của mình dẻo thì sẽ không có bằng những các bạn trẻ. Sức khỏe, thể lực hoặc là những cái vân vân nó đều không bằng những các bạn trẻ cả. Cho nên đó là những cái trở ngại rất là lớn. Có những ngày tập luyện á, mình sọt dẻo rất là đau, hoặc là có những cái lộn bầm mình tay chân rồi hết. Có những ngày Vân tập mà vừa tập vừa khóc. Nói chung là những người thầy rèn luyện cho Vân đều thương. Thương thì mới la, mới dạy. Thì có khi vừa la, có khi Vân cũng bị đòn nữa. Tại vì thầy mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho mình, nhưng mà mình làm không được. Nhiều khi thầy nóng quá thì cũng đánh mình. Còn mình khóc là không phải vì đánh mình đau, mà vì mình đã phụ lòng của những người thầy. Cho nên Vân vừa khóc nhưng mà không bỏ cuộc, vẫn tập. Có khi thầy nói nếu mà không tập được nữa thì có thể xách giày đi về. Nhưng mà không, vẫn đứng lại tập. Mà tập mà cứ nước mắt nó cứ rớt xuống. Nhưng mà những ngày tháng đó thì nó cũng đã qua rồi. Vinh hiểu được, tại vì trên sàn tập á, nhất là những cái người ở tuổi 33 mà như chị, tại vì khiêu vũ là nghệ thuật của cơ thể mà. Dạ. Mình phải trình diễn cái độ dẻo, cái độ dai và uốn theo cái điệu nhảy đó, thì cái cơ thể của mình nó phải tập luyện rất là nhiều. Dạ. Đôi khi phải căng mình ra, ta thấy là thương cỡ nào. Dạ đúng. Nhưng mà rõ ràng là chị phải đam mê đến cháy bỏng. Nhưng mà cho Vinh hỏi này, duyên cớ nào mà chị lại quyết định lại chọn đi học nhảy, không phải là bộ môn khác? Thì cái cuộc sống riêng của em có vấn đề, và sau đó là mẹ đơn thân. Thì khi về lại cái làng quê mà nhà của mẹ Vân ở thì rất là điều hiu. Mỗi tối thấy là xung quanh không có một cái chỗ nào để cho các cô bác lớn tuổi đi tập thể dục. Coi như là không có một cái chỗ gì để gọi là mình giải trí. Đúng rồi. Mọi người không có chỗ nào để gọi là giao lưu, hoặc là để cho những cô bác lớn tuổi tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, hoặc là để cho mấy anh chị đi làm về cuối ngày có một cái chỗ giống như là khiêu vũ, nói chuyện vui vẻ với bạn bè, rồi coi như là mình xả stress sau cái ngày làm việc áp lực. Rồi đặc biệt nữa là
những đứa trẻ ở xóm, ở làng quê Vân thì nó không có cái gì để chơi cả. Dạ. Thật ra mà không có cái gì để mà chúng ta giải tỏa cái cảm xúc hay là chúng ta có cái niềm vui á, nó bị bí bách lắm mà. Dạ nhiên. Đúng. Rồi thế thì Vân mới quyết tâm đi học. Và khi học cũng gần xong thì ở xóm làng mấy cô bác cứ bảo với mẹ là kêu Vân về dạy đi. Bây giờ không có chỗ tập, mọi người vẫn đồng ý tập ngoài sân cũng được, trời nắng trời mưa gì cũng được. Yeah. Thì thấy rất là thương, cũng nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Từ đó câu lạc bộ Kim Vân Đen được dựng lên ngay tại cái mảnh đất của quê nhà. Cụ thể là ở đâu chị hả? Dạ, tại Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh. Cái ước mơ của Vân mà dựng lên cái câu lạc bộ này thì muốn cho những bà con cô bác có chỗ, thứ nhất là để tập luyện. Các anh chị trẻ thì có những cái nơi mà để giải tỏa stress sau những ngày làm việc. Với lại quan trọng là những bé thiếu nhi tuổi trẻ cần cái chỗ để có bạn bè vui chơi và tập luyện. Còn thêm một cái điều mà Vân mong mỏi nữa là Vân rất muốn xây dựng phong trào thể dục thể thao ở huyện nhà của mình. Nhưng mà khi thành lập câu lạc bộ hơn nửa năm thì đại dịch tới, theo lệnh của nhà nước thì đóng rồi mở, coi như là đóng nhiều hơn mở. Thì cái ước mơ đó Vân chưa có hoàn thành được. Cái phong trào ở huyện nhà cũng chưa làm được gì hết. Đó là cái nỗi trăn trở lớn nhất của Vân hiện tại. Với quyết tâm, Vân nhất định sẽ gây dựng lại phong trào thể dục thể thao ở huyện nhà mình. Vân có niềm tin vào chị lắm. Tại vì những cái khó khăn nhất chị đã trải qua rồi. Và thật sự là cái ước mơ đó nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Đặc biệt là Vân rất là thích cái ý của chị. Chị mang cái khiêu vũ này về mà chị tính cho cả người lớn này, đến các em bé này, các bạn thanh niên này, chị đều tính được hết. Nhưng mà rõ ràng là khiêu vũ với các lứa tuổi khác nhau, nó có cái bộ môn phù hợp không hay là chúng ta áp dụng chung hết? Dạ không, từng loại tuổi là nó từng thể loại khác nhau. Nó có, đều có thể loại để đáp ứng hết. Dạ đúng. Dạ. Ví dụ như là những cô bác anh chị lớn tuổi thì mình học khiêu vũ giao tiếp, mình đi tới đi lui để mình nghe nhạc nè. Còn ví dụ những anh chị, những chị nào mà hơi mà tròn một tí thì mình có thể tập những cái thể loại Zumba để giảm cân. Hoặc là những thanh niên mà trẻ trẻ nam thì mình có thể tập hip hop. Mấy bạn dành thời gian vô tập thể dục thì sẽ bớt những cái thời gian chơi. Đúng rồi. Dạ đúng. Khi mà chúng ta có một cái phong trào tích cực á. Dạ. Thì chúng ta sẽ có cái môi trường và các bạn không còn có thời gian rảnh để nghĩ đến cái việc khác nữa. Vậy. Và chúng ta lấy một cái việc tốt để mà hướng dẫn thì nó sẽ nâng cao cái giá trị lên. Vinh hỏi một chút, ở cái lứa tuổi hơi lớn một chút á, cái sự e dè của những cái người hơi lớn tuổi một chút, chị có cảm nhận được cái điều đó không? Dạ có. Trong lớp có những cô bác mà lớn tuổi, chân họ cũng đau. Nhưng mà Vân vẫn nói là chân bắt đau thì đi theo cái kiểu đau của mình. Mình có thể đi chậm tí. Hoặc là mọi người trẻ thì một tiếng, mọi người nhảy một tiếng thì mình nhảy nửa tiếng thôi. Luôn có cách đúng không chị? Vẫn có cách. Còn nửa tiếng kia thì mình ngồi xem mọi người vẫn được. Mình có những cái cách để mình động viên theo từng lứa tuổi và theo từng cơ thể của mọi người, chứ không phải là mình lấy cái cách này mình sẽ áp dụng vào người nào cũng được là không có. Bây giờ quay trở lại cái thời gian mà chị Kim Vân tìm đến khiêu vũ á, chị mất bao nhiêu lâu? Cái thời gian của em học tập là 6 năm. Nhưng mà 6 năm của em là không phải một ngày là tập một tiếng, không phải. Ngày nào em cũng tập phải tầm là từ 6 tiếng trở lên, có ngày là 8 tiếng. Ở câu lạc bộ hay là chị dành thời gian tập ở nhà nữa? Dạ, trong cái nghệ thuật á, mình đi học về mình phải tập luyện, cái gì cũng phải tập luyện. Nếu mà mình không tập luyện thì mình sẽ không thành công được. Vinh để ý mấy cái người khiêu vũ á, có một cái thân hình đó, người ta hay nói là nóng bỏng, dẻo dai. Và đặc biệt là cái săn chắc á. Vậy do là chúng ta tập luyện rất là nhiều đúng không chị? Và đốt cái lượng calo rất là nhiều đúng không? Dạ đúng, là do mình tập luyện. Và bây giờ chị đã thành công và chị vẫn có một cái thói quen dành những cái thời gian nhất định cho khiêu vũ đúng không chị? Dạ có, em vẫn tập luyện hàng ngày và vẫn rèn luyện bản thân của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn cái mệnh đề mà chị nói đầu tiên là nó sẽ mang về sức khỏe. Thì cụ thể là họ sẽ được lợi gì về sức khỏe? Dạ, ví dụ là khi mà mình tập tim mạch, huyết áp của mình nó sẽ ổn định. Rồi sức khỏe của mình thì nó sẽ khỏe hơn. Cái tinh thần của mình sẽ thoải mái hơn. Đỡ áp lực về cuộc sống của mình mỗi ngày. Rồi về những người lớn tuổi thì mình đi học mình phải nhớ bài. Thì nó cũng là một phần để giúp cho mình rèn luyện được cái trí nhớ. Tại vì là khi mà mình lớn tuổi thì cái trí nhớ mình cũng giảm. Khi mà vào lớp học thì mọi người lại gặp nhau,
sau giờ học thì mọi người lại tám chuyện với nhau, người này nói chuyện này chuyện kia, nó cũng giúp cho một phần cuối cuộc sống nó thoải mái hơn nhiều. Và chị có chia sẻ là giá trị tinh thần cũng như là giảm stress nhiều đúng không? Dạ đúng vậy. Dạ. Thực ra là Vinh để ý những cái người mà có cái môn nghệ thuật ở trong người đó, môn nào cũng được, tự nhiên cái cuộc sống đó, họ trở nên yêu cuộc sống nhiều chứ ha. Chứ còn nếu mà mình đã có nỗi buồn là như chị nói, chị bước ra một cái cuộc tình cảm buồn, bây giờ mình đã buồn là mình mà còn nằm đó mà than thân trách phận thì cái nỗi buồn nó còn vùi dập mình tiếp. Dạ đúng vậy. Và thể thao, nhất là khiêu vũ, nó mang lại cho chị rất là nhiều giá trị. Dạ. Còn nói về các bạn trẻ, cả những cái phong trào thể dục thể thao ở trong khiêu vũ đúng không chị? Dạ, thiếu nhi thì vẫn có những cái thể loại của những em bé nhỏ. Vinh nghĩ là các anh chị văn hóa ở huyện chị rất là ủng hộ. Nó giống như là một cái không gian văn hóa. Dạ. Đặc biệt là ở quê á, chúng ta cần những cái nơi để cho cái đời sống văn hóa tinh thần nó phong phú hơn. Dạ. Về sức khỏe, về giải trí rồi lại mang cái phong trào nữa rất là tốt. Bây giờ Vinh quay trở lại cái khoảnh khắc mà lúc đó chị ngồi, chị chia sẻ mà chị rớm nước mắt á, là cái việc mà chị phải tập luyện rất là nhiều. Và đến lúc mà đi dạy những cái lớp như vậy à, mọi người có theo được hay là chị giảm bớt cái bài rất là nhiều? Tùy theo cái lứa tuổi và tùy theo cái lớp. Ví dụ như những cô bác anh chị lớn tuổi thì mình nhẹ nhàng, mình khuyến khích cho họ để là vui thể dục thôi. Còn những bé thiếu nhi thì mình sẽ mềm mỏng, mình khen thì nó sẽ thích tập. Còn riêng cái lớp thi đấu thì mình phải rèn luyện khác. Ví dụ các bạn thi đấu thì cũng giống như những ngày mà Vân đã từng bị la. Vì như thế thì mình mới có ngày hôm nay, thì mình cũng muốn các bạn nhỏ đó thì cũng sẽ có ngày giống như Vân vậy đó. Hy vọng là các bạn trẻ cũng nghe câu chuyện của chị Kim Vân để chia sẻ được. Thật ra là không có cái gì thành công mà nó không trải qua những gian khó đúng không dạ, chị? Đúng. Người ta có nói là đôi khi để đạt đến cái đó nó có cả máu và nước mắt đó, là dạ, đúng với dạ. Chị nha. Nhất là những cái vận động viên Vinh thấy thi đấu, nhất là những cái môn thể hình á, thể dục dụng cụ á. Dạ. Nhìn cái hậu trường tập luyện phải nói là cái sự khủng khiếp của cái ý chí và cái nghị lực. Dạ đúng. Để mà uốn được cái động tác mà nó có thể bẻ cong con người mình như vậy. Mình phải rèn luyện và mình phải có đam mê. Có đam mê. Quyết tâm và mình phải kiên trì. Ví dụ hôm nay mình làm không được, mình bỏ thì suốt đời mãi mãi mình cũng sẽ không làm được. Mình phải kiên trì lên với mục tiêu của mình. Hôm nay mình làm không được, mình phải ráng, ngày mai mình phải làm được. Ngày mai làm chưa được thì ngày mốt ngày kia mình cũng sẽ làm được. Khi mà chị nói điều đó, có phải là chị đã học được từ cái môn thể thao khiêu vũ này không? Dạ đúng. Trước đây khi mà chị chưa đến cái khiêu vũ, chị có phải là cái người mà quyết tâm mạnh mẽ như vậy không? Dạ cũng có. Ở trong cái cuộc sống riêng tư của Vân thì Vân cũng là một người rất là mạnh mẽ và cũng rất là nghiêm khắc và quyết liệt. Vân muốn làm một cái gì đó là sẽ phải làm mà phải làm cho được. Thật ra cái này cũng là một cái thông điệp hay á. Chúng ta muốn thành công thì đúng là chúng ta phải quyết liệt. Người ta hay nói là bạn này hay nửa vời ấy chị. Có thể làm cái gì cũng không thấy hết. Yeah. Cứ thích rồi xong rồi làm, thấy khó một chút lại bỏ. Yeah. Như vậy là rất là khó thành công chị ha. Dạ yeah, đúng vậy. Yeah, bây giờ chúng ta nhớ lại cái thời kỳ mà chị bắt đầu vô khiêu vũ. Nếu mà có chị được chọn lựa lại, chị có thay đổi điều gì không? Dạ nếu cho chọn lựa lại thì Vân cũng không thay đổi gì cả. Vân cũng vẫn sẽ rất thích tập và rất thích về đam mê về cái môn này. Chị có muốn được rằng giá như mình biết cái môn này trẻ hơn ở đôi mươi 18 chẳng hạn thì có phải là mình đã sớm để tìm đến cái môn nghệ thuật này? Dạ đúng ạ. Giá như mà mình không có những cái vấn đề riêng mà mình biết được sớm thì mình học sớm thì có lẽ là cái thành công của mình nó sẽ sớm hơn nữa. Chính xác. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là như chị nói, không có gì là quá muộn. Dạ. 33 tuổi chị vẫn có thể làm được. Chứng tỏ cái việc đó của chị nó truyền động lực cho các bạn trẻ. Dạ. Bây giờ nếu mà có lời khuyên cho các bạn trẻ mà yêu thích cái bộ môn này thì chị nói điều gì? Vâng, muốn nói với các bạn trẻ và tất cả quý khán giả của chương trình, khi mà bạn có đam mê, có ước mơ thì bạn cứ hãy kiên trì, quyết tâm và cố gắng rèn luyện thì chắc chắn thành công và ước mơ sẽ đến với bạn. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi cũng muốn gửi trao trong khoảnh khắc cuộc đời. Chị Vân đã bắt đầu khiêu vũ vào năm 33 tuổi và bằng những cố gắng, có những lúc đã bật khóc lên ở ngay sàn tập rồi. Nhưng chị ấy vẫn cố gắng để vượt qua, để ngày hôm nay chị ấy đã nói về khiêu vũ với một niềm tự hào vô cùng. Không chỉ là cho chị mà chị còn mở rộng cái công việc của chị cho những người xung quanh và cho nơi mà chị ở. Rất là cảm ơn chị đã đến để chia sẻ cái câu chuyện của chị ngày hôm nay. Chúc cho chị sức khỏe, tiếp tục đam mê với khiêu vũ và mang lại giá trị cho những người xung quanh. Dạ, em cảm ơn anh Thành Vinh ạ. Cảm ơn chị Kim Vân rất là nhiều ạ.
Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện của chị Kim Vân. Và ngày hôm nay, hy vọng là câu chuyện nhỏ này cũng chạm đến quý vị và mang lại chúng ta nhiều bài học trong cuộc sống. Đó là chúng ta đam mê, nhưng phải quyết liệt với đam mê đó và đi đến tận cùng của nó. Không gì là không thể. Và mặc dù là chúng ta hay nói về tuổi tác ở đâu đó sẽ ngăn cản bạn, nhưng nếu mà chúng ta có quyết tâm thì tuổi tác đôi khi cũng không phải là vấn đề. Trường hợp của chị Kim Vân là cụ thể. Và chúng tôi đã mang lại cho quý vị một câu chuyện, mong rằng quý vị đón nhận nó vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.